Sáng ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với bị cáo Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Theo hồ sơ, ngày 19 tháng 3 năm 2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke Isis tại số 231 phố Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gồm 6 tầng và 1 tum để hoạt động kinh doanh karaoke. Tháng 2 năm 2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương. Trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Hùng vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh. Khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong giàn lạnh điều hòa tại phòng H702 thuộc tầng 7 làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến cháy toàn bộ quán karaoke. Quá trình chữa cháy và cứu nạn tại quán karaoke, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy là Đặng Hoàng Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc tử vong tại hiện trường. Tối ngày 6 tháng 8, lãnh đạo xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án làm một người chết và một người bị thương. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, người dân xóm Cầu 1, thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, chứng kiến Lê Đình Thức, khoảng 50 tuổi, cầm dao đâm nhiều nhát khiến ông Quách Văn Bình, khoảng 70 tuổi, tử vong tại chỗ. Mọi người vào can ngăn, tước được dao từ tay Thức. Tuy nhiên, Thức lại chạy vào nhà lấy một vật nhọn nghi là kéo, đâm nhiều nhát vào lưng một người khác khiến người này bị thương nặng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng. Lê Đình Thức hiện đang sống độc thân, làm nghề đánh bắt hải sản và có hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn. Trước khi vụ việc xảy ra, Thức không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân nói trên. Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 7 tháng 8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại shop kinh doanh quần áo, địa chỉ tại ô 2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, làm một người tử vong, 2 người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 5 người. Nhận tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và Công an huyện Bến Cầu đã huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước cùng 54 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu cho biết Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 726 trên CDTTG của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và Trung Du Bắc Bộ. Theo đó, các ban chỉ đạo bộ địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét. Tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông xác nhận tuyến đường tránh Gia Nghĩa đoạn qua tổ dân phố 4, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang sạt lở nghiêm trọng. Khu vực sạt lở nằm ở đoạn tuyến km 11+800 đến km 11+900 của đường tránh Gia Nghĩa. Trên mặt đường xuất hiện vết nứt có chiều rộng khoảng 1-2cm, kéo dài 50m. Hiện cống thoát nước ngang đường khu vực này đang bị lấp, không có khả năng thoát nước từ khu vực trái sang phải tuyến, gây động nước phía thượng lưu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến. Ghi nhận tại hiện trường, gần 100m chiều dài phía ta luy âm của đường đã bị sạt lở xuống suối. Tổng diện tích khu vực bị sạt lở ước chừng hơn 3.000m². Hiện tại, ngành chức năng đã di dời toàn bộ người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời giăng dây cảnh báo hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, bị thương nặng do điện thoại phát nổ khi đang sử dụng. Bệnh nhân được đưa tới cấp cứu vào khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 8 trong tình trạng dập nát bàn tay phải, đa chấn thương vùng mặt, cổ, phần mềm vùng ngực, bụng và một số bộ phận khác trên cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã xử trí ban đầu bằng cách băng cầm máu vết thương, bù dịch giảm đau, chống sốc và sau đó bệnh nhân đã được chuyển tuyến đến bệnh viện Việt Đức. Qua vụ tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi người, nhất là giới trẻ, không nên vừa sạc pin điện thoại vừa sử dụng vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.